Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Hiện tại giờ cũng nhắc tối rồi cô chú anh chị. Sắp Tết rồi ông bà cô bác thấy ở nhà của Khánh Phong là trẻ những cây này là cây gì ông bà sẽ cô bác bình luận giúp cho Phong nha. Rồi, bé Su. Con gái út của Phong đây. Vẫy tay chào ông bà nhanh lên con. Rồi con chúc ông bà làm sao? Con không đi gió ông bà đi. Con có thương bà không? Bé Su ngày càng lớn là phải vâng lời nghe lời ba mẹ với ông bà cô bác nghe biết không? Dạ trời nhấm nhấm gót nữa. Rồi bé Su thành viên con gái thứ ba, thành viên thứ hai nhưng con gái thứ ba. Trời ơi, bé cu tí là thứ hai còn bé Su thứ ba hả? Rồi bé Sâu phanh tay chào ông bà con. Rồi con chúc ông bà sau đây. Con chúc ông bà ông hãy chọc sớm. Rồi bây giờ con phụ gì được mà con ngồi ở đây? Nè. Hả? Nè. Con khóa đi con phụ. Phụ hay không khóa? Con ra đây phụ. mình đổi thầm đại cho con. Này Đố nha. Ở mà đây cho nè. Cho ông bà cô bác. Tết năm nào cũng giống như năm Nè nấy. sao? Cũng sẽ gói bánh tét ông bà cô bác. Giờ sẽ chẻ cái cây này kia. Cây này kêu bằng cây gì mà? Cây này cây u đu. Cây u đu hả mà? Cây u đu. U du. Nó ngon hơn lá. Cái u du tưởng đâu cây u nù. Cây u nù. Mình chẻ rồi mới mình gói bánh tét mình cột cái dây này nó dẻo nó dài. Cây này dài ha, dây này dài hơn không? Dạ sao? Mẹ quơ quơ chút chúng không đó. Đồng lá nó dở. Tết năm nào cũng gói cho bà con với trong gia đình. Cho bà con người một hai đòn để cúng ông bà cô bác anh chị. Năm nào cũng vậy làm Con quen thôi. xịt da mẹ cho nó. Mẹ ơi, cái này nó gãy luôn rồi. Đó, con làm gãy gì thấy chưa? Cây này là Ủa, cây xuống u du. làm mà. Cây u du ông bà cô bác ơi. Rồi bé sau ăn uống gì chưa? Dạ rồi. Con hôn ông bà đi. Rồi hôn đàng hoàng, hôn từ từ thôi. Con hát đi. Thua, thua. Đâu đâu? Đâu? Hôn sao Ai đâu? Trời ơi, mấy bà lớn nổi mụn nữa. Nổi mụn ghê vậy. Nhảy hả? Quê quá nhảy hả? Này Tết năm nay không biết có anh hai có chị hai với gia đình có vô mà. Này không biết Phúc 95 mới biết được ông bà cô bác này. Này cái cây này hình như bên má vợ đem qua không ạ? Năm nay tình hình khó khăn chung mà rất là nhiều anh chị em công nhân thất nghiệp về quê cả 1-2 tháng trước luôn á, tại thất nghiệp phải về quê sớm. Năm nay ngoài ngoài Bắc trong trong Nam, trong Nam còn muốn mệt mà nói chi ngoài Bắc ông làm bà cô bác. Này mẹ trẻ cái đống này chắc cũng tới nửa đêm mới xong á. Phong Nguyễn cũng đang chờ anh Trời Khánh. ơi, bánh Anh Khánh đi về để tối nay đi ghi. Ê trời ơi, không có xung đột nha. Trời ơi là dạ ơi. Ê, không nói xung đột ấy còn đánh lộn nữa. Lại xin lỗi chị ba liền. Bước qua nhanh lên. Bước qua nhanh lên. Bước qua đàng hoàng. Qua xin lỗi chị ba đàng hoàng. Hùng chị ba đi. Hùng chị ba nói chị ba xin lỗi em. Ủa chị ba đừng có giận em. Nhỏ mà sung lắm. Đó. Trả thù hay gì á. Không được đó nha. Thôi giỡn vô hồi té rồi gây lộn đó nha. Này nhà phòng Khánh Phòng không có bông vàng thọ, không có bán cũng buồn không bà cô bác. Bình thường mỗi năm là bán đi ra chợ hơi cực chút xíu mà ra chợ vui. Năm rồi bán 15, mới đầu là bán 10.000 cây, xong rồi 15.000 hai cây, xong rồi khúc cuối bán 4.000 cây luôn. Xong rồi bán còn được có nửa vườn à. Bán có nửa vườn rồi khúc sau là cũng cho
cho trong cái lúc mà bông nó cũng đỡ chỗ đều không bà cô bác, cái chỗ mà bên phòng thuốc nam á, thuốc nam là người ta làm từ thiện á, ấy bông nhận thọ nữa. Tính tính ra là mình không bỏ cái nào hết, cũng tiêu thụ hết. Có cô bán rồi gửi vô chùa một ít nữa rồi bên thuốc nam là cuối cùng luôn. Rồi lúc đó là người ta lấy bông, người ta cắt bông á về người ta phơi, người ta làm thuốc gì không biết không bà cô ấy. Cuối cùng không có bỏ bông nào hết trơn. Nhưng mà mình cũng được đem vô chùa. Năm chùa cúng hết trơn á. Cây này phơi khoảng mấy nắng là được mà. Xong cái này thôi, nếu mà nắng gắt thì nắng. Nắng gắt là một nắng là xong. Cái này có lậu phong là giỏi lắm ông bà cô bác, giỏi siêng năng. Nói chung ở nhà mình cũng đâu có ăn gì nhiều đâu, mình ăn chừng một hai đòn à. Mày gói mày biếu mày cho biếu bà con dòng họ trong gia đình, cô cậu mợ. Bánh ta gói bánh tét chuối nè, bánh tét đậu nè. Năm nay chắc điều hiu quá không bà cô bác ơi. Con nó vừa cỡ một nắm vậy nè, cột nó lại đi. Mình mai cái mình xả nó ra cho nó. Ủa tí chưa vuốt hay em? Này như cây này nó mọc dưới mé sông rồi đúng không ạ? Con thấy mọc mé sông nhiều lắm luôn á. Lát giống cây này không à? Sao không lấy cái lát, thấy cây lát nó nhỏ hơn á? Hả? Lát nó không có bằng cái này. À. Chị ba chắc qua Tết mới sành không à? Rồi hai đứa là bóp lưng cho nội đi, nhanh lên. Bóp lưng cho nội khỏe nè, nhanh lên. Hồi đó là ba với bác Tư là chuyên môn bóp vai cho nội đó. Thôi, ban ngày làm cải sập tối tứ đồ về cũng nửa đêm ông bà cô bác. Ê, không có leo lên. Đi giặt sáng, giặt sáng là từng 2-3 giờ, 2-3 giờ khuya. Là vậy là tứ đồ nó tốt lắm bà cô bác. Bóp lưng cho ba. Chồng dễ tới này tới này. Bóp lưng cho ba nha. Chồng dễ tới này là cũng trên 40 năm rồi. Bóp lưng cho ba nha. Cảm ơn nha. Bóp lưng mình rồi. Bóp lưng nội đi. Sao? Hỏi nội mệt không? Mệt không nội. Mệt. Hỏi nội có thương con không? Bà nội có thương không? Nhà xu ra qua phụ bà nội bóp lưng bà nội kìa, nhanh lên. Bóp lưng bà nội. Bóp lưng bà nội. Bóp lưng bà nội nhanh lên, giả bộ khiều khiều không đi à. Nè, bóp nhanh lên, nhà hỏi. Bà bóp lưng bà nội. Bà nội có chia con cái gì không? Nội có chia gia tài con gì không? Rồi chạy nữa. Giá bộ nó lại nó bóp sơ sơ cái giọt hả? Năm nay mẹ không có bán bông mẹ sướng rồi. Sướng mà mẹ có bán đâu. Tính ra năm nào con với anh Khánh với vợ con với em gái. Hôm nay em gái về nhà chồng rồi. Sướng mà muốn. Muốn con đi bán rau cũng chết luôn. Cũng năm nào anh em công nhân đâu cũng thất nghiệp á, đâu có năm nào bán suôn sẻ đâu. Chị kia bà hả? Ủa năm nay em có bán bông nữa không em? Chị nào? Không biết bà con. Bà con gì trong bác bà? Bà con anh bác bà hả? Chị Út hả? Không hả? Như bên bác bà gái. Bác bà gái ở đây. Không biết nữa. Bà đâu không thấy mà. Bà đi lại chú Tám. Chú Tám Hồ. Ở chú
Thử nồi giờ nè, ba túi đồ chưa xong. Có túi đồ xong rồi, ba mới về tắm. Xong ông em mấy tấm lưới đèn đèn che cho mát mà. Để nắng quá nó dút nước hết trơn. Nè bóp lưng ba nè, lên lên. Nào, đã quá ta. Các bạn lên nhớ lưng luôn. Nó thương ba không? Có. Thiệt không đó? Bóp cổ ba đau quá vậy. Đủ cái đầu nó ra đủ 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 trò hết ra. Người hên không có mũi trắng á. À. Mũi trắng là mệt. Ủa mấy cộng bên em sao nhỏ nhỏ không vậy? Ba. Cộng con cục ngắn à. Ba. Hả? Không 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 qua mấy cô đó là hôm qua mấy cô đó treo lên lên là ở trong trường con á. Đã vậy? Đẹp lắm. Đẹp lắm hả? Vậy là bước ba vô review hả? Ba hử vô thử đi. Hồi bữa nay là Tết ở nhà. Hả? Bữa nay là Tết ở nhà. Tết ở nhà hả? À, đợi nghỉ đi mai làm tiếp rồi. Làm xong rồi, mai nên đâu ở không đâu. Trời ơi, bây giờ mà xong cái đống này biết nào xong. Mai đâu có ở không đâu trẻ. Chứ bằng ngày mày làm gì? Mai đi nhổ cỏ. Mai về nhổ cỏ rồi. Cái trang nó tưởng là tao đi đâu hả? Kiếm quá trời luôn. Lên vòng đi nhổ cỏ chứ mà nói gì vậy? Không biết đâu. Trời ơi. Đi nào. Nào. Lên vòng đi nhổ cỏ mà tụi bay không biết. Ồ, con dép đẹp quá ta. Để lưng qua nha. Nè bộ nha. Qua tôi suốt lắm mai phụ anh ba nữa xíu sáng. Thì xong rồi cái tên chánh này. Đâu 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 coi coi. Đó. Ôi đã ta. Hai đứa gái về đâu quá báo phát rồi quay qua đây để cho ông bà thấy con cô bác thấy mặt nè. Hùng coi, Hùng ba coi. Ừ. Đây tới bà Hùng, nhanh lên. Đây tới bà Hùng, nhanh lên. Rồi. Rồi tới Xu, Xu là đây. Xu là đây cho bà Hùng nè, nhanh lên. Là Hùng ba và bà Hùng lại, nhanh lên. Hùng ba trước. Hùng ba nè. Hùng mặt qua nè. Hùng đây nè. Hùng không thiệt tình như Hùng mà kê cái mặt vô không à. Không Hùng vậy nè. Ủa thơm dưới ta, sao bông gì thơm dưới vậy? Sao bông mà mẹ mua á. Nói bụng ơi ông bà cô ép. Cái bụng ba bụi ta khủng lồn. Cái bụng ba to khủng lồn hả? Ở đây, ở đây. Nhanh lên, nhanh lên. Hai đứa ở đây. Số té. Hết ra nổi luôn. Ồ vậy dơ đồ tối không tắm đâu nha. Châu là ba nè, nhanh lên. Con kể chuyện cho ông bà cô bác nghe đi. Ừ. Ôi. Nó thương ba không? Dạ có. Thương thiệt không? Thiệt. Thương thiệt thương giả? Thương thiệt. Ừ không. Không. Ôi đã chứ ta. À. Nữa nữa cái nữa. Có quà gì đâu cho rồi xây rồi tiếp tục hành trình. Không nóng đó nó mới chạy về đó nha. Anh Khánh về. À, biết mấy giờ anh về. Ủa giống ảnh quá ta. Xe giống ảnh quá.
À, không phải chạy luôn, không phải rồi. Này hôm nay ăn xong thì làm được mai còn làm công chuyện khác, còn làm chuyện tối một kia làm cái năm nào cũng tết lu bu á xí ra con chạy hồi té đó té nè con. Vô nè, đứng ở đó. Qua bà nội đi. Qua bà nội đi, ba khép chương trình nè. Qua bà nội nhanh lên. Rồi, hồi nãy giờ thì Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn cũng chia sẻ hình ảnh gia đình. Những hình ảnh nó không có giống như có sao quay vậy ông bà cô bác. Nó không có đẹp nhiều á. Ông bà cô bác cũng thông cảm ha. Thì Phong Nguyễn với Khánh Nguyễn cảm ơn ông bà cô bác, những cô bác yêu thương quan tâm gia đình. Chúc ông bà luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe, đón xuân, đón Tết một cái Tết an lành, hạnh phúc, may mắn, bình an bên gia đình nha. Rồi mẹ. Chào ông bà cô bác anh chị em luôn. Rồi hai đứa nè, hai đứa là chào ông bà nè con. Nhanh lên, lại đây, lại đây. Lại đây là chào đàng hoàng, khoanh tay lại. Chúng ta lại chào ông bà. Anh chào mẫu báo, anh chú ông bà báo hãy chào sống. Trời ơi, nhanh với bé Xu. Lại chào ông bà đi con. Dạ. Rồi. Rồi, hẹn ông bà cô bác trong những đoạn video tiếp theo. Ông Nguyễn, Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận của chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc, và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ở ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình